Hi, chào cả anh em. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một clip đi chợ bùi tìm. Trên màn hình hiện tại là chúng ta đang sở hữu 33 tỷ TP trắng. Cùng với đó là rất nhiều con hàng free cực kỳ chất lượng. Tuy là hàng free thôi nhưng con hàng này mình đánh giá rất cao nha anh em. Chúng ta có thể kể đến như là Iaia, Thore, David Beckham, Kaka, Son Heung-min, Ashley Cole, Michael Essien, Fendo Hero hay là Joko của mùa Econ. Thậm chí chúng ta có cả phiên bản Root Goodit Free. Mình cũng bật mí luôn, ngày hôm nay chúng ta sẽ bui một team color siêu xịn mịn và có thể nói là siêu mạnh trong tầm giá này. Đây là Ashley Cole phiên bản Econ, được nâng cấp từ chân 2 năm lên thành chân 4 năm, 6 chỉ số ẩn cho một vị trí hậu vệ cánh trái. Lương thì là 15. Chúng ta tiếp theo một con hàng lương 15 khác là Michael Essien. Nói chung mình cũng khuyên thật với anh em là anh em nên tận dụng đội hình của mình để chơi mùa Econ. Mùa Econ đích thực là mùa ngon bổ rẻ nhất game này rồi. Khi hiện tại nhá, bằng tầm giá mình khẳng định không có mùa nào ngon hơn được mùa Econ cả. Đây là Joko lương 20. Nhưng mà chúng ta chỉ có 45 lương thôi. Anh em phải sắp xếp làm sao mà cho nó hợp lý nhất và phù hợp với đội hình của anh em nhất. Mình đã điểm qua 4 con hàng vừa rồi thì đến đây chắc là anh em cũng đã biết ngày hôm nay chúng ta sẽ đi bui team Chelsea. Chelsea trước đây thì không thực sự được đánh giá quá cao, nhưng từ khi tỷ phú người Nga Abramovic đến thì anh em cũng đã hiểu Chelsea đã lên một tầm khác và trở thành một trong những đội bóng lớn nhất của bóng đá thế giới. Ở vị trí CB chúng ta sẽ có một vài sự lựa chọn. Đầu tiên sẽ là Kalilu Koulibaly, cầu thủ đã chuyển sang Ả Rập Xê Út thi đấu. Kalilu Koulibaly từng là niềm hy vọng của Chelsea khi mà mua cầu thủ này từ Napoli. Tiếp theo sẽ là Tomori và đây là Marco De Zaili. Marco De Zaili của mùa Better World Cup, Koulibaly của mùa HM anh em ạ. Đây chính là mùa HM 119, thậm chí là vẫn khoác áo mini phay của Chelsea. Xuống tầm bên dưới nữa, chúng ta vẫn có sự xuất hiện của Koulibaly. Mùa này là mùa Founder 24, biên chế hiện tại câu lạc bộ An Hila. Thiago Silva cũng là một trung vệ thuộc color của team Chelsea. Cầu thủ này có rất nhiều mùa anh em ạ. Một cái tên cũng cực kỳ đáng chú ý và được ưa chuộng đó chính là Rudiger. Rudiger của mùa cờ hiện tại giá đang là 3,5 tỷ. Trong khi đó, mình xin nhắc lại là trong khi đó mùa Legacy bây giờ lại chỉ có hơn 1 tỷ thôi. Anh em nào chơi game lâu cũng đã hiểu là mùa Legacy và mùa cờ trước đây có giá ngang nhau. Nhưng mà bây giờ thì mùa cờ đã gần như là gấp 3 lần mùa Legacy rồi. Cái lựa chọn của anh em sẽ chọn mùa Legacy hay mùa cờ. Còn đối với bản thân mình ngày hôm nay, mình sẽ không lựa chọn Rudiger. Mình sẽ chọn một bộ đôi trung vệ với cái tên Marco De Zaili của mùa lúa. Anh em nào xem mình lâu thì cũng biết là mình cực kỳ thích con hàng Marco De Zaili này. Kể cả là Laurent Blanc nữa. De Zaili thì nhanh, theo rát bóng, đánh đầu khủng. Ngày xưa ở cái meta tạt cánh đánh đầu ấy, mình cảm giác rằng là mỗi quả phạt góc đối với Laurent Blanc hay là Marco De Zaili đều là một cơ hội cực kỳ nguy hiểm. Người đã cặp với Marco De Zaili ngày hôm nay sẽ là Kalilu Koulibaly, nhưng không phải là mùa HM đâu mà là mùa River 24, một cầu thủ có chỉ số là đánh đầu mạnh. Mình thì mình cần những cầu thủ có khả năng không chiến tốt. Sang đến vị trí RB của team Chelsea, nếu anh em thích ăn chắc mặc bền thì anh em có thể chọn cái tên là Michael Essien mùa F23. Nhưng mà chúng ta đã có một phiên bản xịn sò của Michael Essien, đó là mùa Econ khi cầu thủ này thi đấu vị trí CDM. Chúng ta sẽ bỏ qua cái tên thậm chí còn chất lượng hơn Essien theo đánh giá cá nhân của mình, đó chính là Reece James. Reece James ở trong game là một cầu thủ chạy cánh toàn diện cực kỳ hay luôn. Thậm chí ở tựa game FC Online 4 server Hàn thì Reece James vừa được đẩy từ RB vào đá CM. Reece James hiện tại có 3 mùa mình đánh giá cao. Đầu tiên là mùa World Cup, mùa Totti và mùa Tos. Mức giá thì nó cũng đã nói lên tất cả rồi. Mùa tốt nhất chắc chắn là mùa Tos 23, sau đó là mùa Totti và mùa World Cup thì thấp nhất. Mình nếu mà dư giả thì chắc chắn mình sẽ cốp con hàng mùa Tos 23, là con hàng quá toàn diện đối với bản thân mình. Hiện tại thì hầu như là cộng 0, cộng 1, cộng 2 đều đã có người đặt. Đây, phải lên đến cộng 2 thì anh em mới bắt đầu có thể mua được nhanh. Thế nên là chúng ta cứ chốt tạm con hàng Reece James của một Tos 23 trước. Còn khi về sau bui nếu thiếu tài chính chúng ta sẽ cân đối lại. Chúng ta hôm nay chỉ có 33 tỷ thôi. Thậm chí là có rất nhiều con hàng free chất lượng khác của color Chelsea rồi. Chứ còn nếu không mình nghĩ rằng 33 tỷ bui team Chelsea thì nó không thể mạnh được. Chốt hạ 6 tỷ 990 triệu cho mức thẻ cộng 1. Đã xong vị trí RB, chúng ta sẽ chuyển sang vị trí CDM.
có ba icon, đó chính là Micronesian, đó chính là Joukou và Adley Coe. Thì mình sẽ quy hoạch Joukou và Adley Coe ở đội hình chính, lương đâu đó là 20 cộng 15 bằng 35 rồi. Thế nên là chúng ta sẽ buộc phải tìm vị trí CDM. Asian icon sẽ dự bị. Nếu anh em có tiền, anh em chắc chắn sẽ chọn Ruud Gullit của mùa ES22. Món hàng đã ra phải 5,5 rồi mà nhìn nó không khác gì icon cả, 6 chỉ xuẩn. Và con hàng này là dành cho những người có tiền. Tiếp theo sẽ là một sự lựa chọn ngon bổ rẻ, anh em cũng không xa lạ gì, Emmanuel Petit. Asian cũng có phiên bản mùa lúa nhưng mà icon thì ngon vượt trội rồi. N'Golo Kanté, cái tên mà người hâm mộ Chelsea chắc chắn không bao giờ quên. Một cầu thủ quá hiền lành và cũng quá đẳng cấp. Mình nghĩ rằng đây chính là mấu chốt đưa Chelsea thành công anh em ạ. Và một cầu thủ phải gọi là tiền bối của N'Golo Kanté, Claudio Makélélé của mùa Legendary Number. Rất lâu rồi Makélélé không được ra mùa mới. Kanté của mùa Utoti 22, một mùa quá đẹp. Anh em nhìn bây giờ mua Kanté cộng 0 là điều dường như không thể. Nếu có thể mua chắc chắn mình sẽ mua con hàng Kanté cộng 0 này. Mình rất quý Kanté luôn. Ở chi CDM, team Chelsea còn một cái tên khác rất chất lượng, đó chính là Zakaria. Con hàng mà thực sự anh em vẫn chưa đánh giá hết được khả năng của nó ở trong game. Zakaria ở trong game này được đặt từ cộng 1 lên cộng 8 anh em ạ. Cộng 6 cũng có người đặt, cộng 7 cũng có người đặt. Anh em phải hiểu những con hàng mà cộng 6 người ta cũng mua, cộng 7 người ta cũng mua, chắc chắn đó là những con hàng ngon. Còn bình thường thì không ai mua cộng 6, cộng 7 cả. May ra ông nào ông thích chinh phục cộng 8 thì ông ấy mua cộng 7 thôi. Và chúng ta sẽ lựa chọn Emmanuel Petit, cũng phải mua cộng 1 anh em ạ. Dường như những con hàng của Chelsea đều là những con hàng chất lượng và mức thẻ cộng 0 người ta đặt mắc hết rồi. Sang đến vị trí CM, team Chelsea chính ra có rất nhiều cầu thủ chất lượng ở vị trí này. Đầu tiên là Kevin De Bruyne, một cầu thủ có thanh xuân và gọi là cơ cực ở Chelsea. Anh em nào tìm hiểu thì sẽ hiểu tại sao mình lại nói như vậy. Kevin De Bruyne nếu mà ngày xưa cứ mãi ở Chelsea chắc chắn sẽ không thành công như bây giờ. Michael Ballack của mùa River 24, hình ảnh Ballack chạy theo trọng tài trong trận đấu với Barcelona cũng khiến cho anh em, rất nhiều anh em fan của Ballack hay fan của Chelsea vẫn còn cảm thấy ấm ức. Huyền thoại câu lạc bộ Chelsea, Frank Lampard. Nói chung là nhắc đến Chelsea thì phải nhắc Lampard ở vị trí CM rồi. Hay là trụ cột mới của Chelsea, Enzo Fernandez, Kevin De Bruyne có hai mùa ngon, đó là mùa Utos 23 và mùa Utos 23. Nói chung là những con hàng này trừ Enzo Fernandez đều là những con hàng đắt đỏ cả. Ngày hôm nay mình sẽ gửi đến anh em một bộ đôi CM. Mình nói luôn, anh em mua không bao giờ phải thất vọng, kể cả anh em có bui team Chelsea hay không. Cái tên đầu tiên là Michael Ballack của mùa Remember năm 2002, OVR 118. Đừng ai nói với mình về Almeta con hàng Michael Ballack này. Đây là con hàng thứ hai Ruud Gullit tương tự như vậy. Nếu anh em có tầm giá đâu đó 5 đến 6 tỷ muốn tìm một bộ đôi CM quốc dân ở trong game này, tranh chấp tốt, truyền cho tốt, anh em cứ mua bộ đôi này cho mình. Mình nói thật, hiện tại nhiều anh em đang dùng những CM đắt đỏ nhưng tính về độ hiệu quả chưa chắc đã bằng bộ đôi CM này của Chelsea đâu. Cực kỳ là chất lượng và càng ngày thì anh em càng lãng quên, nhưng mà ngày hôm nay mình sẽ giúp anh em nhớ lại. Sang đến vị trí Ldup, cầu thủ chạy cánh trái của team Chelsea, thì chúng ta sẽ có Amri Shevchenko mùa F23. Cầu thủ này thì cực kỳ là đắt rồi và cũng rất được ưa chuộng bên server Hàn. Chúng ta sẽ có một cầu thủ Ruler Blacker OR121 cũng của team Chelsea, hay là Giao Felix. Giao Felix thì thi đấu cho Chelsea một khoảng thời gian cũng ít thôi nhưng vẫn tính vào team Color của câu lạc bộ này. Xuống bên dưới thì chúng ta sẽ có Eden Hazard nha anh em. Hazard mới là nỗi tiếc nuối lớn nhất của fan Chelsea. Ở Chelsea thì Hazard là cầu thủ đẳng cấp thế giới, world class, không ai có thể bàn cãi về điều đó. Nhưng mà tự nhiên Hazard lại chuyển sang Real Madrid và mất hút luôn từ đó. Mới đây thì Hazard đã tuyên bố giải nghệ. Pedro cũng là cầu thủ anh em Chelsea cũng sẽ rất rất nhớ. Và Raheem Sterling, Linh Mông Cong. Anh em thấy rằng là Raheem Sterling nổi lên trong màu áo của Liverpool, sau đó là chuyển sang Manchester City, xong rồi lại chuyển sang Chelsea, thi đấu ở rất nhiều câu lạc bộ lớn của bóng đá Anh. Như vậy là chúng ta đã phải hủy mua Reece James của mùa Tost để chúng ta tập trung vào hàng công, mua Hazard và mua một ET có khả năng gánh team. Chứ mà chúng ta để một con hàng RB 7 tỷ và lom do mà hàng công thì mình nghĩ là không hợp lý. Xuống tiền cho Hazard. Người ta đánh giá rằng đây là phiên bản tốt nhất của Hazard ở trong game. Mình chưa được test con hàng Hazard mùa
Fireless 23 này. Nhưng mà mình tin tưởng rằng rất nhiều anh em khen thì chắc chắn là có thật. Sang đến vị trí tiền đạo cắm của team Chelsea thì team Chelsea cũng có rất nhiều tiền đạo đẳng cấp thế giới từng khoác áo. Đầu tiên sẽ phải kể đến Didier Drogba, người có pha đánh đầu quyết định giúp cho Chelsea gỡ hòa Bayern Munich trước khi vào loạt đá phạt đền ở trận chung kết C1. Hernan Crespo, một tiền đạo huyền thoại của Argentina cũng từng thi đấu cho Chelsea, hay là Fernando Torres. Có điều Torres lại hoàn toàn mờ nhạt trong màu áo của câu lạc bộ nửa xanh thành London. Người ta nhớ về Torres khoác áo Chelsea có lẽ chỉ là tình huống mà anh vượt qua Victor Valdes và ấn định chiến thắng cho cao thủ Chelsea mà thôi. Romelu Lukaku của Marula Blacker, hôm trước trên group của ông bảo là ông mua về 2 trận ông phải bán vội, thế nên là mình khuyên anh em là anh em cũng cân nhắc mua Lukaku. Oliver Giroud là một cựu pháo thủ và mình có một tình cảm quá đặc biệt với Giroud. Nói rằng anh rất yêu Arsenal nhưng anh phải rời đi để nhường chỗ cho Aubameyang. Mình nghĩ rằng đấy cũng là một quyết định mà giới thượng tầng của Arsenal sẽ phải suy nghĩ. Sau này thì Giroud càng đá càng hay, đặc biệt là trong màu áo của đội tuyển Pháp anh em ạ. Ngày hôm nay chúng ta sẽ xuống tiền dành cho Fernando Torres. Bây giờ thì mùa River 24 rất rẻ rồi, khi mà có cái sự kiện sổ số. Mình đá Torres Free 118 Titan, mình đã thấy là quá khủng khiếp rồi. Torres mùa ấy đá hay. Mình hy vọng rằng con hàng mùa River 24 này còn có thể gánh hơn cả Torres đến nữa, vì là con hàng này phải mất tiền mà. Gần 10 tỷ không phải là một con số nhỏ đâu. Thực sự là như vậy, 10 tỷ có rất nhiều ST ngon đấy anh em. Và bây giờ một thử thách mới hiện ra, chúng ta thì còn đâu đó khoảng gần 2 tỷ để cho hai vị trí còn lại là RB và GK. Ở vị trí RB thì anh em đã biết rồi, chúng ta sẽ phải chọn Rich James của mùa World Cup thôi. Con hàng này có giá là hơn 1 tỷ, nhưng mình nói thật, hơn 1 tỷ nhưng Rich James đá rất hay. Ngoài ra còn anh em có thể tham khảo là Aspilicueta của mùa Fallen 23. Giá chỉ có hơn 400 triệu nhưng mình nghĩ là anh em không nên mua con hàng đó, mà hãy mua con hàng Rich James này 1 tỷ. Con hàng này có trong cái đội hình ngon bổ rẻ cái chay thành huyền thoại của mình, và mình cũng đã giới thiệu đến anh em rất nhiều lần rồi. Ở vị trí GK bây giờ chúng ta có 695 triệu. Ở vị trí thủ môn của team Chelsea có Edouard Mendy của mùa World Cup. Sau này sẽ tích cực cày cuốc và tiết kiệm để nâng cấp con hàng GK lên con hàng Mendy vừa rồi. Ngoài ra thì càng nhiều tiền chúng ta sẽ có thể sở hữu những con hàng như kiểu Thibaut Courtois của tất cả các mùa. Courtois mùa nào cũng ngon. Còn ngày hôm nay trở lại thực tại, chúng ta còn 600 triệu thôi, và chúng ta sẽ đến một cái tên huyền thoại khác của câu lạc bộ Chelsea. Piszczek có mùa EA còn rất ngon, nhưng chúng ta đã cân lương đủ rồi, chúng ta sẽ không hướng đến mùa EA còn nữa. Bây giờ là phương án tạm thời. Piszczek cao 1m96 của mùa Legendary Number, trước đây là một GK quốc dân ở trong game cùng với Edwin van der Sar. Nhưng sau này Thibaut Courtois đã ra nhiều mùa ngon hơn và Piszczek dần bị lãng quên. Bây giờ mình nghĩ mùa Legendary Number bắt vẫn được, lên đến mức rank tầm 5-6-700k thì không thành vấn đề gì cả. Edouard Mendy của mùa HM ngày xưa anh em nhá. Như vậy sau một khoảng thời gian đi chợ, chúng ta đã bui xong team Chelsea tầm giá 33 tỷ. Phải nói là nâng cấp mới đúng, khi mà chúng ta đã có sẵn 3 cầu thủ rất rất ngon rồi. Hàng thì gần như đã về hết, còn trường hợp của Balak và Rich James mà thôi. Mình thì mình đánh giá là ngon, phải nói là cực ngon, trừ vị trí GK ra. Nhưng mà không sao, GK cày lên thay Edouard Mendy vào làm mắc binh. Nếu mà có thích nâng cấp thì sẽ nâng cấp thêm Rich James và nâng cấp ở vị trí GK thôi. Còn lại mình đánh giá là quá ổn. Nếu anh em thấy video của mình hay, bổ ích, đừng quên cho mình xin một like, một subscribe để ủng hộ kênh. Cảm ơn anh em rất nhiều. Gặp lại anh em ở những video lần sau.